Phúc Thần, bảy vị thần may mắn của Nhật Bản. Xin chào quý anh chị. Quý anh chị thân mến, thì trong cuộc sống chúng ta vẫn luôn mong muốn những điều tốt lành, mong muốn chúc phúc cho nhau những điều may mắn, rồi về tài sản, về tuổi tác, về sức khỏe, về tài năng thì không ngoại lệ như vậy. Văn hóa của người Nhật Bản cũng như là văn hóa của người châu Á thì chúng ta cũng sẽ mong muốn những vị thần ban những cái phúc lành đến cho gia đình chúng ta, cho mọi người thân quen của chúng ta. Thì hôm nay gốm Nhật Toki giới thiệu đến anh chị một chiếc dĩa với ý nghĩa là thất phúc thần, bảy vị thần may mắn để chúng ta có thể cầu những điều tốt đẹp đến với cuộc sống. Chiếc dĩa này là một chiếc dĩa trưng bày với đường kính sẽ lên tới, em cũng sẽ đo trực tiếp cho cả nhà có thể theo dõi luôn nha. Chiếc dĩa này có đường kính lên tới là 45,5 cm. Ở trên chiếc dĩa thì chúng ta sẽ có hoa văn họa tiết là vẽ tay toàn bộ, và ngoài ra thì sẽ được trang trí thêm viền vàng ở trên tác phẩm, rất là sang trọng, rất là đẹp, và để trưng bày cũng như là mình có thể là trao tặng cho nhau kèm một cái lời chúc phúc đi kèm nha, cực kỳ là ý nghĩa luôn. Thì bây giờ mời quý anh chị chúng ta cùng đi vào cận cảnh của chiếc dĩa tuyệt đẹp này nha. Đây là một chiếc dĩa vẽ tay, và mọi từng nét ở trên chiếc dĩa đều được người nghệ nhân vẽ bằng nước men, và men làm đất thủ công và tỉ mỉ nha cả nhà. Anh chị có thể thấy chẳng hạn như là râu của vị thần nha. Đây, anh chị có thể chiêm ngưỡng này. Rồi từng đầu tóc, đây là vị thần cá, cái chú cá được vẽ rất là tỉ mỉ. Rồi lão thọ nhân, đây là thần tài cả nhà. Đây, rồi thần mang cho mùa màng bội thu, vị thần của hòa bình, vị thần của sắc đẹp và tài năng, vị nữ thần duy nhất trong bảy thất phúc thần. Các đường nét vẽ râu cực kỳ chi tiết và cực kỳ nét, mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng nhé. Đây, từng cái đường nét được vẽ cực kỳ tỉ mỉ luôn, gọi như là từng chân tơ cạy tóc đấy cả nhà. Phần viền của chiếc dĩa thì sẽ là được vẽ vàng cả nhà ơi. Và phía mặt đằng sau của chiếc dĩa thì anh chị có thể chiêm ngưỡng. Đây là một chiếc dĩa xưa với phần triện ký đầy đủ nhé cả nhà. Đây, đây có triện ký đầy đủ, triện ký tay. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thêm là ba dấu chấm kê nhá. Một chiếc dĩa xưa. Dĩa cũng sẽ được làm thủ công, rất là đặc biệt đúng không cả nhà. Từ phần phôi, và sau đó thì chúng ta sẽ vẽ màu lên rồi nung lại. Thật sự để nói mà nếu mà để vẽ được một tác phẩm như thế này thì đòi hỏi người nghệ nhân cũng rất là tỉ mỉ và công phu cho từng chi tiết trên chiếc dĩa này. Và em xin được đặt để chiếc dĩa lại vị trí trung tâm. Mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn ngắm lại tác phẩm tổng thể một lần nữa. Và nếu như anh chị có nhà ý muốn cùng gốm Nhật Toki sưu tầm và giao lưu thì anh chị có thể cùng giao lưu kết bạn với số Zalo của em là 0901112334. Một lần nữa thì với chiếc dĩa thất phúc thần này, gốm Nhật Toki kính chúc quý anh chị có thật là nhiều sức khỏe, bình an, thật là nhiều điều may mắn như là cái tên ý nghĩa thất phúc thần, bởi vị thần may mắn. Xin được chào tạm biệt và tạm kết video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các tác phẩm sưu tầm tiếp theo.